my god, nó tới gần quá rồi. Sóng thần lava chạy thôi. Wow. Cái gì khó chạy quá, nó hút gì lại Sim ơi, khó quá à. Wow, trời đất ơi các bạn ơi, hôm nay mình cùng với tất cả thành viên Hero Team cắm trại mọi người. Trời ơi, nướng vậy là miếng thịt kìa, trời ơi, nhìn thơm dễ sợ luôn á. Của Kai là của Kai, cho Kai ăn đi. Ủa gì vậy? Miếng thịt này là của mọi người mà. Trời ơi, từ từ, sắp chín rồi từ từ. Ê mọi người có tiếng radio. Ê có gì vậy gì vậy? Đang nghe, im lặng. Xin chú ý, sắp tới thế giới Minecraft sẽ gặp một tai họa kinh khủng, đó chính là sóng thần lava. Các người chơi trong thế giới Minecraft hãy xây nhà an toàn để chống lại sóng thần nha. Xin chú ý. Hết. Oh my god các bạn ơi, sắp có sóng thần lava. Mọi người, em nghĩ chúng ta phải chạy thôi, trời ơi, có sóng thần lava kìa. Trời ơi, sợ ma quá, nghĩ ra bị Sim. Trời ơi, mấy cái tin nè, tin báo lá cải đăng lên nè, câu view câu like thôi chứ nghĩ sao có vậy. Nghĩ sao người ta chỉ có sóng thần là gì đó, sóng thần là nước, sóng thần đội là ai, sóng thần là ai da. Đúng, chính xác. Trời ơi, thì cái chuyện sóng thần lava mới lại á, lava là phải ở dưới đất chứ làm sao ở trên này được mà sợ. Trời. Với lại á là Kai nói Sim nghe nè, nếu mà nó có sóng thần thiệt á thì Kai cũng không có sợ. Kinh nghiệm sóng thần của Kai dày dặn lắm. Ghê dữ vậy sao. Đọc tên lại của tên của chúng tôi ạ. Chúng tôi là ai nào? Đó, nên chúng tôi không sợ đâu nha. Chúng tôi chính là bộ ba thảm họa. Sao đó hợp lý gì ta? Thôi cứ ngồi vô đi, mà tôi cứ lo lo mọi người. Rồi đừng có lo ơi. Không có đâu, cái này nó đăng lên thôi. Trời ơi, nít mới tin như em nít hả? Gì vậy em ơi? À, chắc chị là tin con nít thôi mọi người. Rồi thôi mọi người cứ ăn đi nha, ăn đi. Đấy, ok. Mọi người ơi, sau lưng nó có sóng thần kia. Chạy vào đó. Mui bỏ anh em quá Mui ơi, chạy từ từ. Trời ơi, tôi đang đứng chờ nè. Các bạn ơi, chạy thôi. Wow. Này bà giật hai bé bò bây giờ bà chạy chưa. Wow, chạy thôi. Trời đất ơi các bạn nhìn nè, ở khắp nơi toàn là lava luôn. Trời đất ơi, tôi không ngờ lại có sóng thần lava. Nhà của tôi, thế giới Minecraft của tôi giờ tràn ngập lava mất tiêu rồi, làm sao tụi mình sống đây hả mọi người? Từ từ. Đợi em xíu mọi người ơi, cho em mượn cái điện thoại Sam ơi, để em quay vlog của em đăng lên YouTube. Trời ơi đất ơi. Rồi nữa. Tào lao. Xin chào các bạn nha. Hiện tại là mình đây. Ủa gì vậy? Trời ơi, khổ quá thiệt luôn á, đang đi câu cá mà tự nhiên bị sóng thần ở đâu ập tới, giờ leo lên cây sống dưới đây thôi, lời câu thêm miếng cá ăn tới bụng. Phong Cận. Ôi, hình như ông không nghe tụi mình mọi người ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, lọc tay nó cũng xuống hả? Ê mọi người, bây giờ tụi mình qua giải cứu Phong Cận đi. Đây, đi thôi mọi người ơi. Wow, mình lên liền. Trời ơi, Phong. Trời, cái gì vậy Phong ơi? Phong Cận TV. Đây là tôi nè. Trời ơi, em vô. Hello. Trời ơi, trời Phong, ông làm gì vậy Phong? Sao ông chảy gì vậy hả? Trời đất ơi. Ủa sao mọi người ở đây không vậy? Trời đất ơi, hồi nãy tôi với mọi người nè đang đi cắm trại nè, xong tự nhiên cái sóng thần lava nó ập tới, nó cháy hết tụi tôi luôn nè. Trời ơi, tụi tôi mất tất cả rồi Phong ơi. Thì ra là mọi người để cắm trại, sao mọi người để tôi ở nhà mình đúng không? Giờ gặp sóng thần, trời vừa. Trời đất ơi, nói chuyện vô duyên vậy. Tôi tới đây thấy ông bị nạn, tôi tới tôi hỏi thăm, tới em khịa là sao vậy thôi mọi người vậy thôi. Người ta thiếu giúp. Mọi người, bây giờ tụi mình đừng có cãi nhau nữa mọi người, bây giờ tụi mình suy nghĩ cách cách nào để có thể sống sót trong cái đảo vậy là một cái thế giới toàn là lava này. Giờ sao bây giờ ta? Ghê quá rồi, giờ sao trời, chị chịu lú sim mới này dưới địa ngục, giúp địa ngục không? Trời bây giờ mình sao không biết được. Chị biết rồi, bây giờ mình phải xây lên là kìa các bạn đằng kia vẫn còn gỗ kìa, mình phải xây lên thật là cao, sau đó xây nhà ở trên đấy. Hình như bị nớp không? Cái này là lava, chị xay gỗ cho nó cháy hả? Sao chị khô vậy? Ông ơi, thì mình kiếm phải thêm. Từ nãy giờ mình sinh tồn chứ không phải là mình không làm gì đâu. Mình không lại, mình cũng phải mang đồ chứ bỏ. Nói chung là em nghĩ bây giờ cách duy nhất để mình sinh tồn trong thế giới lava là tụi mình sẽ xây nhà trên cao để có thể lava nó không có chạm với tụi mình mọi người. Bây giờ coi như là cái làng Hero Team coi như bỏ rồi mọi người ơi. Bây giờ tụi mình đã mất nhà rồi, Hero Team đã mất nhà rồi mọi người. Thôi vui quá, vui không quá. Không sao. Nay không cần quay video nữa. Yeah, đỡ mệt. Tào lao quá. Rồi, có ai đó đẩy Phong xuống lava luôn dùm cái được không? Muốn đẩy quá. Lướt đi sao? Lướt đi. Cái gì vậy cái đánh đàn vậy? Thôi để giải tỏa cái không khí căng thẳng này á, xin mời để tôi hát cho mọi người nghe một cái. Thôi đừng hát được Kai, bây giờ chúng ta hãy cùng chống sốc thần đi. Ok rồi. Ok các bạn. Bây giờ mình với tất cả mọi người sẽ đi kiếm nguyên liệu để tụi mình có thể xây nhà an toàn để chống lại sóng thần lava nha mọi người. Đi thôi, let's go. Let's go. Hey. Có cái đầu mình thành người rừng không ta? Đánh đàn thôi hả? Ok các bạn ơi, bây giờ mình cùng với tất cả thành viên của Hero Team đã đứng mọi người mỗi chỗ nè. Đó, để tụi mình có thể xây ra những ngôi nhà siêu an toàn của mỗi người để chống lại sóng thần. Oh my god. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nè? Let's go. Sẵn sàng. Ôi cây à, tính ra là tôi chỉ muốn đi câu cá thôi. Tìm mọi người kéo tôi vô đây xây nhà không vậy? Trời ơi, ông tin lắm. Bây giờ ông tin không? Tí câu cá. Bây giờ bạn không xây nhà thì bây giờ á, bạn xuống lava bạn chơi luôn đi. Không ai cho bạn hết. Đúng rồi, ở đây chúng ta làm theo tập thể chứ tại sao lại làm đơn lẻ vậy? Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xây gọi là xây ngôi nhà an toàn nha mọi người. Nhưng mà riêng mình thì mình lại thích thêm một ngôi thuyền các mọi người. Nếu mà sóng đang ập tới mình có thể dùng cái thuyền này, mình có thể đi luôn. Ngôi thuyền là gì vậy em? Ngôi thuyền là gì? Chiếc thuyền em. Đó, nhầm. Mà tự nhiên riêng em mà xây cái thuyền chị nghĩ một viễn cảnh đó buồn cười, em đang thuyền sóng thần tới cái lật thuyền. Cũng có. Cái đấy là ác nha Sam. Chị ơi, em muốn tốt và siêu, em muốn kêu ra những cái mà cái đó những cái dự đoán những đồ án hiệu tồi tệ nhất. Bây giờ lật thuyền, bây giờ em nói trước cho Sim để cho Sim bảo vệ thôi. Bây giờ Sim làm cái thuyền mà có bọc với Sim đó với cái trời ơi, sao muốn xem cosplay cái gì vậy trời ơi. Thiệt luôn á. Dạo mình là mình đang cosplay anh cảnh sát đó. Trời ơi, tào lao tào lao quá. Anh Phong Cận xây đi Phong Cận. Rồi ok, xây mọi người ơi. Đó, trời ơi chưa gì vậy? Từ bình tĩnh bạn. Chưa gì. Ủa? Muốn xây gì vậy? Trời ơi. Mà xây con người mình khác cái sự lười nhác nó gần lắm thì đừng lười nhác vậy chứ chị. Chị cứ tin sống từ. Phạm ơi lên chừng chị cái bà. Ủa công chúa gì đấy? Không đâu có đây công chúa. Trời đất ơi. Mấy người không có lo xoay gì hết trơn á. Là bằng tự nha. Lát nữa nha. Tôi giải hương nó giờ. Rồi, và một thứ quan trọng tôi không thể thiếu được đó chính là cái cờ của thuyền của tôi. Đó, ok. Trời ơi. Sao mà ai bằng tôi được? Tôi là tôi xây nguyên cái bờ miệng của tôi để chúng lũ lụt mọi người. Ghê vậy sao? Ok, bây giờ mình sẽ là dưới đấy thì làm sao mà an toàn phải ở trên này thôi anh. Trời ơi, mua chắc ăn dữ người ta. Trời đất ơi trời. Đúng thiệt là gọi là sao ta? Người lùng thích sống trên cao ha. Này khịa vừa phải thôi nhá. Đây là nghe ra nha. Coi chừng đúng. Coi chừng nha, có khi là an toàn người ta cẩn thận. Có khi là mùi đậu lấy qua an toàn hơn thật á mọi người. Đấy, ok và tiếp theo mình sẽ xây thêm một số thứ quan trọng. Mua xây cao sao? Mình phải xây cao hơn. Vì nó có quan trọng bạn hiểu không? Quan trọng là cái công trình của bạn nó phải chắc chắn. Nên là bây giờ mình đang xây ngôi nhà. Ok. Thần có đi ngang qua cái thành chị bé đôi luôn, chị làm đũa ăn cơm luôn chị. Chị nghĩ sao cái thành mà chị đi xây cái đũa vậy chị? Trời ơi. Tính ra là mình thấy cái thuyền mình nó đa năng lắm mọi người. Trời ơi. Đấy. Trời ơi. Đây là bây giờ Kai sẽ xây nhà ác quỷ nha Sim. Tí nữa Sim sẽ thấy nguyên cái đầu lâu ở đây. Ông qua chồng nha, ông xây nhà ác quỷ mà hồi nha sóng thần bập tới chìm tôi cái tôi cũng thấy tới thời đó. Ok. Yên tâm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bọc kính thêm nữa làm sao lava thì tới đây được chứ, đúng không mọi người? Đấy. Đó, một cái thuyền bọc kính của mình đó, kính trong suốt á mọi người. Đấy. Đó, tán tán tán. Xây thì muốn biết làm sao cho đẹp không, mình cứ làm màu lên thôi. Đó. Xây mà làm màu là rất là đẹp, phải không? Chứ mua về mọi người thấy không? Rất là màu, cái cột dài dài mà trên trên có gì đâu đây. Rồi, ok. Này em à, mình lên đây chơi mà nói vậy. Phải lên đây mà nói chứ bộ. Ôi, có nhu cầu gì ơi. Chị ơi, có nhu cầu gì ơi, em bận lắm chị ơi, trăm công ngàn việc em còn xây. Xíu nữa là mà cậu đến nha. Ở đây chị Ngư ơi, chứ em đến nha. Rồi chị ơi, thôi chị ơi, em thật luôn, em thảm hơn được chị Ngư chị. Gì bả thì thôi, thấy chị Ngư đâu rồi. Gì bả dữ vậy. Rồi. Em nghĩ sao mà mua em mà mua sống vậy là bà mua phải xứng đáng, gọi là xứng đáng bị vậy. Rồi, khoan các bạn ơi, sao mình thấy cái tác phẩm của mình giống như mấy quả cầu tuyết á mọi người. Quả cầu tuyết nó đẹp vậy. Wow, cute. Có là vậy nữa mọi người đó. Mình chống sóng thần bằng quả cầu tuyết siêu to khổng lồ mọi người. Đó. Chống sóng thần mà người ta còn biết chỉnh chu vậy không? Ai chị nhìn nè. Rồi đừng có này cô bé, im lặng nào cô bé, nãy giờ sợ cô hơi nhiều nha cô bé. Rồi, sao? Mà đúng rồi. Này đúng không? Chị hiểu được cái cảm giác mà bị người khác khịa chưa? Rồi, ok các bạn ơi, bây giờ mình đã xây xong rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng đợi mọi người xây xong luôn nha mọi người. Ok. Ồ, tính ra mình mới nói chuyện một xíu mọi người xây xong luôn rồi nè. Trời ghê vậy. Wow, trời ơi, Kai cũng xây xong luôn hả? Nhanh gì Kai? Còn gì nữa. Trời bây giờ Kai build chuyên nghiệp rồi Sim. Ủa, khoan, từ. Sam gì đang xí vậy? Khoan, hình như đây là một cái vương miễn hả? Wow. Chị là vua em hiểu không? Đó, vua đây là ai? Là chị chứ ai? Giao sống thần đấy. Em chứ. Cái đấy chị không nghĩ đến vua mà chị nghĩ đến kiểu thiên thần á. Kiểu thiên thần. Rồi, tính ra là một lần mình nói chuyện với vua mình mới gước cái cổ thật là cao mới nói chuyện mà được với vua luôn á. Trời đất ơi. Ồ, thì đây biết là sao, biết là gì không Sim? Vui nhìn mọi người mới phải cúi xuống á, kiểu khinh thường. Ghê yeah, rồi, chị là nhất rồi. Ok, nói chung là Sam xây một cái vương miện đi lên thiên đường mọi người. Trời ơi là trời, ghê quá. Ok, ủa, Phong Cận nó xí vậy? Trời ơi, bạn nhìn ai? Bạn nhìn mày không biết hả? Tôi đang xây cái này là một cái đùi. Một cái này là cái đùi ở trong bạn có coi One Piece không? Mày có coi One Piece không? Ủa, cái đùi là của One Piece hả? Wow. Cái đùi này á là cái đùi mà ở trong phim á, lúc Luffy hay ăn á. Là miếng đùi. Bạn biết lý do sao mình xây không? Sao vậy? Để cho lava nó nướng chín cái đùi này để mình ăn. Trời, thông minh vậy sao? Bạn nhìn cái nhà của Kai, nhìn là nó thèm ăn cái đùi gà của mình lắm rồi đó. Ôi gì vậy? Ngày này xin lỗi tôi sợ rồi. Ủa đây là đùi của Luffy. Còn Kai xây gì vậy? Hả? Kai xây tượng ác quỷ. Trời ơi, lát nữa tính ra là cái tầm xây tượng ác quỷ Kai dạo này lên cấp quá, xây đẹp quá. Kai, em đừng lấy linh thú là con thỏ nữa, em lấy linh thú lá quỷ đi em. Tào lao cũng thấy hợp á. Rồi ok các bạn. Bản thân của ai không? Nhân bản không? Kairon nhân bản ác quỷ rồi. Chứ không phải là em là ác quỷ. Rồi còn chị Kamui chơi mọi là cái thứ mà trên đầu chị là gì vậy? Sao Sim nhìn tượng nhà Kai thì lúc nãy nó bị cháy. Ủa, không cháy nữa. Kai làm lá. Đấy, này sao? Ủa, cây khô kìa Kai. Cho xíu. Mất sừng luôn kìa. Cây khô kìa Kai. Trời ơi, nó cháy rồi lui luôn kìa. Rồi, bây giờ là Kai gì tên. Em ra sẽ biết sao không? Từ sừng của ác quỷ thành sừng nai luôn kìa. Rồi, ủa còn chị Kamui gì xây vậy? Hả? Trời ơi, chị chính xác đây là nhà an toàn sống thần. Không sợ bất kỳ sống thần nào luôn nè. Cái này chính xác hay biết gì không? Đây là bông cải ngoài chợ Sim ơi. Bà đừng nói xạo. Cái này nói thật luôn, ra mua bông cải nhìn không biết cái đầu bông cải thật luôn á. Trời ơi, nhìn đi che vậy đó. Ok các bạn, thì nói chung là hiện tại mọi người cũng đã xây xong ngôi nhà an toàn của mình rồi. Thế này làm sao mà sợ lava tới nữa, đúng không? Trời ơi, cái lava này làm sao mà sánh với tụi mình đúng không mọi người? Trời ơi, sợ... Không tưởng. Mọi người ơi, hình như là vừa nhắc là tới luôn kìa. Lại, ủa sao nó càng cao vậy? Em mọi người, nó cao như vậy. Em mọi người, tụi mình đang mọi người ơi. Nó sắp nhấn chìm cái đùi gà của tôi. Nhận khách à, chúng tôi nhận khách à. Đi thôi mọi người ơi. Trời ơi, các bạn ơi, trên đây nó càng ngày càng cao kìa. Thôi sao các bạn ơi, tôi phải đi lên bây giờ. Ui, trời ơi, nó càng ngày càng cao luôn kìa. Mọi người ơi, cẩn thận. Nhanh lên, Trời ơi, cái tượng ác quỷ của Kai. Ôi không, cái ngôi nhà của mình là cu te của tôi, sống thần kìa. Trời ơi Sam ơi. Trời ghê quá, sao vậy Sim? Bây giờ phải lấp lên thôi Sam ơi, đi lên không la ra. Chị đang lên nè. Trời ơi. Sao chị lên Sam ơi, trời ơi. Ơi chị ơi đang lên nè. Trời ơi, đặt cầu thang bả leo lên. Sao? Em chơi nhạc cho sang cho nó kịch tính một xíu đi pha. Chị ơi, đây là một bản nhạc buồn, khả chắc này buồn lắm chị. Trời ơi, em sẽ chơi một bài nhạc đó. Trời ơi, các bạn ơi, là bà nó lại ngập nữa kìa. Trời ơi, giờ làm cái gì? Tôi ghét điều này. Ôi không, chợ ngôi nhà an toàn của tụi mình lại bị lốc nữa này mọi người. Mọi người biết gì không? Bình thường mọi người đặt một bà lốc lên thẳng đúng không? Còn là Sam á phải đặt làm sao để nhìn cho nó thật là đẹp. Đó. Trời. Chị lava ở đây, bà có búa đi để lúc lava đến nha. Đấy mà. Rồi ok, lava đang đứng bên cạnh Sam và Sam đang đặt một cái cầu thang nghệ thuật kìa mọi người. Trời ơi. Hay chưa tôi đâu, ai cũng là đặt công nghiệp, tôi là thương nghiệp hóa hiểu không? Ok. Bây giờ mình phải thương nghiệp hóa bà ơi, thương nghiệp hóa là cái gì? Nó đã chính thức tới rồi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy xem cái lava để nuốt trọn nhà Kai chứ nha mọi người. Rồi, bye bye nha Kai nha. Mà cứ thấy Sam đặt từng bà lóc leo lên nhìn cô te vậy. Ok. Wow, nó là nuốt được cái cột của chị Kamui rồi nè. Trời ơi, an toàn như người ta. Kai đến rồi nè, nhà Kai đến rồi nè. Nhà Kai ơi, nhà Kai đến rồi. Tạm biệt em nha. Chắc anh phải ra đi. Trời, nó nuốt kìa mọi người, nó nuốt kìa. Ô, trời ơi, nó nuốt kìa. Kai hết cái mồm rồi, mất cái mồm. Sam ơi, đủ rồi Sam ơi, đừng lên nữa Sam, đủ rồi Sam ơi. Chúng ta nên bắt cầu qua nhà Kamui đi. Kamui cho tụi em ở ké nha. Trời ơi, xin lỗi. Không, tôi hà mày nhớ kèm với la nha. Chứ tôi không hết ở trong nhà với cái người kiêu ngạo như thế. Không sao đâu, Sim ơi, đến đây là chị đến đây. Ô, khoan, nhà Sam. Nhà Sam bị lấp rồi kìa. Sam ơi, nhà chị Ôi không, cái thuyền của ta của tôi kìa, nó cũng bị lấp luôn. Cái đùi gà đang là tự nhấn chìm xuống lava kìa, nhìn đắp chưa kìa. Cái đùi gà nó sắp nướng rồi đó Phong. Phong ơi, cái đùi gà của bạn nó không có nướng để nó cháy luôn á Phong ơi. Ủa các bạn ơi, sao tôi nghe tiếng đặt TNT ta? Tôi em biết rồi nhưng phải chị ơi, tiếng rùi nó bay ra chị ơi, nó bò bay. Chị nghe tiếng đặt TNT hả? Không, em cũng không biết là môi nhưng mà em cảm giác chị sắp có. Xin chào, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau, please. Múa. Trời ơi Phong ơi, xong lại tàn nhẫn với chị gái của mình gì hết. Trời ơi, chị cũng là chị gái của bạn mà. Rồi xong, tạm biệt cái thuyền của tôi. Tại vì Kamui kiêu ngạo quá. Rồi xong, chị... Ủa chị tôi đâu rồi? Mui ơi, chị ơi. Mui bắt nào luôn hả Mui? Trời ơi, chị ơi, chị... Chị ơi, chị đã giết mình xuống lava và trở thành người nữa. Oh my god, câu chuyện có hậu thật sự. Trời ơi là Mui cứ vô đây lại đi, em xây nhà cho Mui. Trời ơi chị tôi, trời đất ơi. Chị tôi sáng đạp xe lên giang đường. À khoan, để mình thử coi, mình muốn chơi một cái cảm giác chứ là lướt ván trên sóng lava mọi người, mình muốn chơi thử mọi người đây. Sao em gắt vậy Sim? Đây. Đừng em ơi. Không sao chị. Tạm biệt mọi người, em lướt sóng lava đây. Ủa sao lướt được hay vậy? Lướt được mà. Ôi lướt được á mọi người, lướt đi mọi người. Wow, trời ơi. Và em thì tất cả mọi người chúng ta cùng lướt lava mọi người. Xem coi mình nè, xem nhìn mình nè. Ai thời buổi giờ mà ai mà lướt sóng vậy coi mình nè. Ủa lướt sao? Ôi ghê vậy ta. Ngẹo vậy. Em mọi người bây giờ tất cả xem nhìn nè, xem chị sẽ rớt xuống thuyền là nhìn nè, chị sẽ lấy thuyền của Phong Cận là nhìn nè. Wow đâu chị đâu. Mọi người ơi, hãy nhìn lên trên đi. Bây giờ Kai sẽ đi bằng đường ray xe lửa để phóng xuống. Ồ, đâu rồi hả? Để được Kai hả? Ồ để coi coi Kai. Bây giờ tụi mình cùng lướt xong rồi mọi người. Ê bây giờ hồi che bây giờ tất cả tụi mình cùng lướt xuống nha được không? Bây giờ tất cả tụi mình cùng lướt xuống nha. Ôi Lâu bây giờ chúng ta cùng lướt xuống nha. Từ từ ok lướt xuống. Rồi chuẩn bị nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 yeah. Wow. Việt Nam racing sinh bôi. Trời ơi, tính ra tụi mình lướt quá trời luôn mọi người. Ui con này còn sống nè. Trời đất ơi. Mình đến đây rồi cái đầu. Em bây giờ mình tới mình tới đây sống thật lúc vừa chạy tới luôn mọi người. Chết. Rồi ok. À, trời ủa hai bạn sẽ lướt lên lại sống. Được hả? Em không vô đâu luôn các bạn. Ok tất cả mọi người ơi, tập trung nè. Ok các bạn ơi, hiện tại thì coi như là thế giới Minecraft tụi mình đang bị gọi là sóng thần lava xâm chiếm mọi người, nên tụi mình không biết làm sao á. Ok các bạn, chắc mình nghĩ tụi mình mất nhà mọi người, bây giờ tụi mình không biết làm gì đâu. Nên chắc video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn thích video này các bạn cũng đừng quên cho mình nút đăng ký, nút like và lượn phía dưới, và đừng quên lắc cho bên cạnh nút đăng ký vì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều á. Và đừng quên đăng ký hết cho tất cả thành viên của Hero Team nha. À các bạn ơi, hiện tại trên màn hình của mình đang có video mới nhất của mình nên các bạn cũng đừng quên kích vào để xem nha, siêu hay luôn á. Và nếu các bạn không xem thì lava sẽ gặp tụi mình mất. Nhớ xem.